Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmosu.com, địa chỉ mua bán cái chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều và rất nhiều ác game. OMG bao quy, danh tướng bao quy, thiếu niên tướng bao quy, kho báu huyền thoại, hải tặc đại chiến, vân vân và mây mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái ác game mà mọi người cần. Và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng tôi thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Khoảng mấy tuần gần đây thì những cái trận PK của hai thanh niên top 1 và top 2 của máy chủ iOS diễn ra khá là hấp dẫn. Một ông thì thuần túy là team thục từ xưa đến giờ, một ông thì chuyển sang team Đông Ngô để có những cái gọi là trải nghiệm mới, và ông ấy trải nghiệm mới hơi lâu. Đấy, thật ra là 4 tuần liên gọi là 4 lần đánh liên tục rồi ông ấy đều giành chiến thắng cả. Nên là mình từ nay mình sẽ cố gắng để có thể làm video tổng hợp PK của hai thanh niên này lại, bởi vì hai thanh niên này là một trong những hai thanh niên top mà có lực chiến khá là sạt nhau. Đấy, rất sạt nhau, anh em có thể thấy trên màn hình 1 tỷ 569 và 1 tỷ 568, đấy 5689 kia kìa, sát nhau cực kỳ luôn, đánh cực kỳ cân. Đấy, nên ngày mai mình sẽ show PK của hai ông này. Đấy, và ngoài ra thì bắt đầu kể từ ngày video ngày hôm nay thì cái loại PK hoàn thành của top này sẽ là chuỗi series video ở trên kênh của mình. Cứ mỗi lần ra mình sẽ làm một trận PK cho mọi người chiếm ngưỡng. Rồi, đầu tiên chúng ta phải xem qua đội hình của hai thanh niên này đã. Với ông top 2 server trước đi. Ông top 2 server. Thực chất bây giờ anh em có thấy là cũng có khá là nhiều cái item, vật phẩm đi kèm, có những cái tác dụng riêng. Đây mình sẽ làm sâu cho một cái video khác cho anh em. Đấy, ác này thì bạn ấy dùng tôn sách, dùng kim của Đông Ngô thuần túy luôn. Ác này có tôn sách tử kim mà lục tốn tử kim. Ngoài ra thì chúng ta có chữ du sở hữu âm. Cái này nó gọi là hạ âm đêm dung kim, nhưng phải hơi to. Đó, chắc là vừa này. Cái này nó gọi là skin điển tích. Đấy, điển tích của chú Du. Đấy, nhìn mặt chú Du khá là ngầu luôn. Bên hình nhỏ bên này này. Đấy, nhìn mặt nó khá là kiểu chất lượng này. Đấy, rất là kiểu ngông nghênh. Rồi, Văn Ương này, Thịt Tốn này. Những cái vật phẩm này thì hôm nay thì anh em cho mình xin lỗi khi mà mình chưa chuẩn bị kỹ cái video này lắm, nhưng mà mình chưa xịt được toàn bộ những cái item vật phẩm này, là một những cái item mới rồi ấy. Lần này thì mình chưa có dịch kỹ cho mọi người, nhưng mà hẹn anh em lần sau mình sẽ dịch kỹ cho anh em những cái vật phẩm này có những cái tác dụng gì nhá. Thần thú thì chung là hôm trước mình đã nói mọi người rồi, sở hữu 3 thần thú ở trong bản update mới nhất này, sử dụng 3 con thần thú. Đấy, này chúng ta sẽ không xem được. Đó, sơ lược về con ác này. Còn con ác top 1 server thì của bạn chơi team thục, của bạn chơi team thục. Đấy, anh em có thấy. Đấy, anh em coi thôi. Triệu Vân này. Đấy, ra cái lượng này. Đấy, cái này cái item mới này nó khá là đa dạng ấy. Rất là đa dạng luôn, nên là cần phải có một bài sắp riêng và chuẩn bị kỹ hơn, bởi vì bấm vào không thể xem được và nhìn hình để dịch ở bên ngoài, nên là hơi khó cho mình. Đây, mình hẹn anh em lần sau nhá. Lần sau ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho anh em. Khương Duy. Đó, Mã Siêu. Và còn Bằng Thống, đấy là cái combo, có lẽ đây là cái khung team mà gọi là đẹp nhất rồi, đẹp nhất của team thục trong giai đoạn này rồi. Không Mã Siêu thì chỉ có thể dùng là Lưu Bị thôi, nhưng mà vấn đề là Mã Siêu lên là tử kim rồi các bạn ạ. Còn không thì combo này chắc chỉ dùng thêm một Lưu Bị thôi, chứ team này mà kẹp con Quan Vũ vào thì cũng hơi toa, kẹp Quan Vũ vào đánh với đội hình Đông Ngô cũng hơi toa. Đấy, rồi giờ sẽ là một vài trận PK của hai thanh niên này, thắng có thua có. Đấy, đây là 5-3. Đánh rất là cân luôn. Xem từng trận một nhá. Xem từng trận PK một, không biết mình có để tốc độ cao quá không. À không, tốc độ này là vừa phải. Tốc độ như này gọi là vừa phải cho anh em có thể chơi xem và trải nghiệm rồi. Không quá nhanh. Nhưng mà nó tốc độ của nó đủ để các bạn không thấy trận đấu nó diễn ra quá là dài. Độ vừa phải. Anh em để xem. PK của top thì luôn luôn là những cái điều rất là thú vị. Nhất là các bạn xem qua đội hình, các bạn có thể nắm được một số những cái vật phẩm đi kèm với một số con tướng. Đấy, bởi vì có những cái vật phẩm nó không phải là vật phẩm quá VIP. Không phải là vật phẩm quá VIP mà là những vật phẩm các bạn có thể sở hữu được.
Đấy, và những vật phẩm các bạn có thể sở hữu được thì các bạn có thể lắp cho con tướng của các bạn theo kiểu ui, con chu du của mình chả khác mẹ gì bình thường nhỉ. Được mỗi cái chibi nhìn đẹp phết rồi, kiếm to dã man luôn, kiếm nhìn kiểu kiếm lửa ấy, nhìn đẹp dã man. Từ mỗi cái tạo hình thôi các bạn, từ mỗi cái tạo hình thôi, còn animation nhìn nát lắm. Mã siêu này thì chắc chỉ lên choáng thôi. Triệu Vân này thì cũng đây rồi, đợi mãi cho nó đâm một cái, nó phải giết được người cơ, nó mới là nỗi ám ảnh thực sự. Bên này cũng Triệu Vân điển tích luôn, Triệu Vân điển tích luôn. Ok, lỗi hiệu ứng ạ, lỗi animation. Cái lỗi animation của hiệu ứng skill skin này nó bị lỗi cách đây khá lâu rồi mà chưa thấy fit. Chỗ này tôn sách bị khóa mõm mà bên kia không làm được gì à? Chứng tỏ lực bên đây khỏe dã man, bởi vì dàn thần thú cũng khá là khó chịu, ba con thần thú liền nên là cái chất đánh của những trận PK bây giờ nó thiên rất nhiều về thần thú và pet. Trận này chắc là Chu Du làm cả ăn gói cả team à. Tầm này thì nếu như mà khống chế thì tôn sách sẽ khống chế vào con main rồi. Tháo rồi đấy, không biết khống chế được không. Có lẽ cái hình ô vuông mà đóng khung đấy, cái hình đấy có lẽ là của cái item mới các bạn. Mình thấy hình cũng hơi lạ. Rất nhiều thần thú trong một trận đấu. Nói chung là dùng thần thú với này toàn mấy ông nạp tiền mới dùng được nhiều thần thú VIP như thế thôi, chứ không coi gì còn lại mấy ông chơi free cho bọn tôi. Coi gì còn lại mấy cái skill ở mấy con thần thú kiếm trong shop mà bên ngoài càng lắm được con VIP. Thề luôn, càng lắm được con. Bảng thống lại sống lại. Trận này tính ra là cũng không hẳn là Chu Du cân team đâu. Trận này nó là thiên về kiểu thần thú làm hết các bạn. Đây thần thú làm gỏi team kia rồi. Bởi vì con Triệu Vân nó bị đứng hình hơi lâu. Triệu Vân đứng hình lâu quá. Thế không thì mọi chuyện nó cũng khác ngay. Thần thú mắt nó bắt hàng, đa phần thần thú đều bắt về hàng sau hết. Mà Triệu Vân để hàng sau bây giờ hơi bất lợi. Thì mày nó có Chu Du nó còn có cả tôn sách nữa. Đấy, nó có lợi hơn nó rất là nhiều. Tôn sách với Chu Du đều có sát thương. Ra các lượng thì không, ra các lượng mà để đè team mày thì hơi mệt rồi. Ăn đủ tầm này thì tôn sách nó quét thì bị choáng rồi. Quá cả trận rồi, tính ra tôn sách cũng không làm được gì trong trận này. Chu Du thì nhấp thả là khai phát thôi, nhưng mà thần thú làm tốt quá. Bên kia bị cấu gì ở đau quá, đứng im không à, không làm được gì. Chịu chết thôi, này thua trắng bàn luôn ạ, sợ nhờ. Này không nghĩ là hai ông top đâu, thua chênh luôn ạ. Chênh hẳn luôn. Rồi, xem trận thắng xem như nào. Trận thắng này thì có lẽ là đội hình thì không khác là mấy. Trận thắng này lý do là gì đâu. Nhưng mà tính ra như thế nhá, là team thủ kia bị bất lợi cả. Team thủ kia chắc chắn là bởi vì họ là được team mà đánh trước. Tôn sách bên này bị khóa rất là lâu mà team họ không làm gì được. Thứ hai ấy, đó là con tôn sách này nó không bắt không chế ở vị trí của Triệu Vân. Đó là một cái bất lợi của team Ngô Đồng Ngô rồi. Đấy. Đấy anh em thấy cái khóa của tôn sách vào con main, chắc chắn nó ở con phía dưới. Đấy. Mà trận này mà trận trước Đồng Ngô vẫn win được là rõ ràng là thế cục bây giờ nó đã khác rồi. Có lẽ là nhờ những cái vật phẩm, có lẽ là nhờ cái việc update thần thú thứ ba. Chắc chắn tôi nghĩ là vậy. Chứ bình thường một số trận PK lần trước ấy, những trận thua đều là những trận mà tôn sách mắt không vào vị trí của Triệu Vân là trận ấy là thua. Bây giờ thì khác dã man luôn. Có vẻ đốt là một cái gì đó khá là khiếp đảm.
Thiểu đô rất cao luôn. Mà rõ ràng là các bạn thấy là chủ lực hình như là chủ lực hàng trên hay sao ấy. Tôn Sách mới là chủ lực của team này. Kiểu đồ nó nhiều hơn ấy. Nhưng lúc nãy nhớ nhầm ra cái lượng vã vào đấy thì phải. Tôi quên để ý không? Tương đầu ra cái lượng nó vã vào đâu. Triệu Vân có vẻ đâm không chết một hàng là cũng có vẻ hơi căng. À đây đây, chết rồi, chết rồi. Trận này là hợp lý này. Đấy, trận này, lý do đó chính là kích sát các bạn. Trận trước không kích sát được một hàng nên thành thử Triệu Vân nó không hồi được. Trận này nó khác. Có lẽ những trận thua sau có lẽ là khả năng cao là do Triệu Vân không phép được nổi cái hàng kia. Nhưng mà nếu ông này xếp con Tôn Sách vào giữa thì có phải là hay hơn không ta? À nếu Tôn Sách vào giữa thì lại không hay. Ờ Tôn Sách vào giữa thì lại không được. Tôn Sách vào giữa thì lại rất là hên xui cho việc là ra các lượng có hay không việc có thể khóa thạch được con mên. Chứ còn để con Khương Duy đứng trước con Tôn Sách thì mẹ nó phá hết nội tại mất. Ủa mà đúng kiểu đâm được nó khác luôn các bạn. Đúng kiểu đâm được nó khác luôn. Một hit thôi, nó cứ một quẹt thôi là đi một hàng. Bài luôn ạ, không sai rồi. Dù đâu có yếu đâu, dù đâu có mỏng như thế đâu, mà nó đâm vẫn chết. Kinh thật. Trận này chắc chắn là thua rồi, quan trọng là nếu trận này thắng thì Tôn Sách phải gánh team khủng khiếp lắm mới thắng được. Điều đó là rất khó. Tôn Sách đối đầu Triệu Vân, trong khi Triệu Vân nó đã vét được 4 mạng rồi thì khả năng khuyên rũ của nó cao nha. Thôi sao mày vừa nói xong Tôn Sách còn sống dinh khuyên rũ thôi đấy, biết ngay nó đâm chết 4 mạng rồi thì né thế nào được hiệu ứng của nó nữa. Bây giờ chết rồi, cũng muốn Tôn Sách gánh tìm lắm nhưng mà bất lực rồi. Triệu Vân nó không chế, đúng đời. Mẹ nó chứ. Nó, anh em nào chơi game kiểu anh em nào chơi game kiểu đấu trường chân lý không? Ông biết có Temo không? Khi mà rơi vào trạng thái solo nó sẽ như thế nào? Ờ mẹ, chưa bạn y hệt luôn. Nó mà rơi vào trạng thái solo thì mẹ đéo làm gì nó luôn. Ê, không chế của nó chắc chắn dính. Không chế của nó 100% dính. Không nào né được. Kiểu gì cũng chết, cũng không phải 100% tỷ lệ cũng cao, cao ngất trời luôn. Gần như phát nào đâm nó mà nó đâm đau nhá, nó rất là đau. Mà gần như kiểu hình như phát nào cũng có khống chế hết, đó, không né được, không chạy được, đợi chết thôi, đau dã man. Trận này đúng kiểu địch mệnh chất của Triệu Vân rồi. Trận nữa đây, này mẹ hấp dẫn đấy nhở? Xem anh đánh nhau mẹ, phê thật sự. Tôi sang bên Android xem mấy ông Android chuẩn nhau nào. Nhưng Android mẹ thế, cái thế của nó mẹ không phải kiềng ba chân các bạn, thế nó chỉ là kiềng một chân thôi. Mẹ ông top 1 ông cân hết. Dạo ở đây mấy ông top ngày xưa có ông top 2 mẹ lục chiến trình rất là lớn mà vẫn ăn được, bây giờ không, mất hút. Từ ngày tiếp tục nó mạnh là mọi chuyện nó một chiều dã man luôn, không đỡ được. Bây giờ ít ra tôi thấy ở bên này Đông Ngô còn có tác dụng gì đó. Trận này nó khạc đau thế nhở, tiếng dao của bàng thống rồi. Nhưng mà kiểu ra cái lượng nó hóa thạch hai con đầu ấy, thành ra để cho Tôn Sách nó lên nộ sớm quá, xong lại đến tân của Chu Du nữa, mọi chuyện khác luôn. Bọn Chu Du lục tốn nó nộ sớm quá, anh em hiểu không? Nó thành thử ra trận này ra cái lượng hóa thạch nha, hóa thạch hơi bị bóp tim luôn, để cho Chu Du nó nộ sớm hơn Triệu Vân hơi nhiều, tốn cũng nộ rồi, bất lợi dã man. Thôi quả này tôi thề Triệu Vân, quả này thề là cái hàng này còn nguyên thì thôi rồi. Ôi kìa, không chết kìa, ôi trời ơi,
Thôi xong. Thôi sao? Đúng đời rồi. Không chết. Rồi nhưng mà giá cái lượng ăn à? Ừ thế cũng được. Đó là giá cái lượng ăn là để giá lượng lại một pha bóp kill của Triệu Vân rồi. Mà cả trận chả là mẹ gì hóa thành được hai con bóp team cho nó vét nốt mạng của Vân thế chị. Sao? Kiểu gì bây giờ mã siêu thì cứ khóa vào main thôi. Mã siêu giờ cứ đóng vào main thôi. Thôi xong rồi. Đi thêm một hàng rồi. Sao này Triệu Vân nó nộ được hai phát rồi đấy. Chuẩn bị nó phát thứ ba này. Ôi thôi. Mã siêu rồi này nó khóa vào đâu? Chóng vào đâu? Ô kìa. Sao sao có đấy cái animation nó không áp dụng với con bằng thống nhỉ? Rồi sao? Cái màu này tôi thấy ôi thôi choáng. Không chế hợp lý thế nhở? Chu nó có vã không? Chu nó có vã không? Chu đủ nộ chưa? Chưa. Mà thế sao win nhỉ? Mày chịu Vân nó đâm cỡ này đau lắm mà sao nó win được ta? Đấy còn hai tướng mà mẹ nó không chế nó đủ chết thì win kiểu gì nhỉ? Hấp dẫn nhỉ? Mà sao win ở trận này này? Mày khoảng tầm 2 hit, 3 hit là bạn chắc chắn chết. Chu nộ à, Triệu Vân bị tê liệt này. Không chế Triệu Vân từ giờ chết à? Chỉ có vậy thôi. Không mẹ, nó nộ liên tục. Đấy, nó lại nộ tiếp, tôn sách ra ngoài không chết. Không chết. Không kiểu. Chưa hình dung ra mẹ nó win kiểu gì. Mà quả đấy may không bị quyến rũ này. Ờ. Đúng đời. Ok. Ok. Đây rồi. Dù kết ạ. Ủa, địch mạnh ở nhiều trận thắng. Đéo hiểu vì sao thắng luôn. Không hiểu vì sao nó thắng được. Vô lý nha man. Ok, nói chung là ba trận PK này thì rõ ràng là các bạn biết trước kết quả rồi. Nhưng mà ngồi xem từng gọi là từng cái tên đánh một rất là hấp, cũng khá là hấp dẫn đúng không nào. Rồi ok, anh em thấy anh có like, share, subscribe kênh nhá. Một trong những video mình nghĩ là đáng để xem những trận PK như thế này. Solo thực sự là đáng để xem thực sự luôn đấy. Ok, bye bye anh em, hẹn lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhá.